Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0947 598 859. Ngày hôm nay thì em Việt mới mua cho các bác chúng ta tham khảo với một mẫu xe phải nói là còn cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu Toyota. Bác nào mà đang tìm mua Fortuner máy dầu mà thích bền, thích lành, mà thích giá rẻ thì các anh chúng ta tham khảo chiếc xe này giúp em nhé. Vậy thì trước mặt các bác ngày hôm nay thì em Việt đang có ở đây đó chính là một mẫu Fortuner sản xuất năm 2012, phiên bản G số sàn máy dầu, động cơ 2.5. Con này của em thì lăn bánh chuẩn là 18 vạn zin, nhưng mà cam kết với các bác là máy nó vẫn còn zin từ dàn cò. Và tất cả tình trạng xe kể cả nội thất cũng nguyên zin nguyên bản luôn. Xe chuẩn xịn gia đình nhá. Đấy, bác nào mà thích xe đẹp, xe chất thì các bác tham khảo chiếc xe này giúp em. Và với con số là chỉ có hơn 400 thì chúng ta đã mua được cho mình chiếc xe gầm cao 7 chỗ mà còn cực kỳ đẹp và chất lượng như này. Thì phải nói là một cái mức giá rất hấp dẫn, đúng không ạ? Vậy thì quý anh chị nào chúng ta quan tâm tới dòng Fortuner máy dầu thì các anh chị chúng ta hãy cùng em Việt dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chất lượng của chiếc xe được sản xuất năm 2012 này, để xem là nó có xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình ngày hôm nay không, được chưa ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào cái phần đầu xe này. Thì ở cái thế hệ này thì các bác có thể thấy là kiểu dáng của chiếc Fortuner nhìn rất hầm hộ, mạnh mẽ và nam tính, đúng không ạ? Mặt ca lăng to bản với những thanh nan chrome tạo điểm nhấn. Nhưng em Việt quay gần để cho các bác có thể thấy cái chất lượng chi tiết của xe nhá. Phải nói đây là một chiếc xe mà chủ đi rất giữ gìn và cẩn thận các bạn. Các bạn nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết chrome theo thời gian mà còn bóng như mới nhá. Nhưng mà đặc biệt là những đường mép này trên capo này, các bác thấy này. Đây, không một khe hở. Đấy, các bạn nhìn cho em này. Đó, chất đến những độ như vậy. Hệ thống đèn pha cũng vậy nhá. Nó được trang bị với bóng đèn bi rồi. Nhưng các chi tiết đèn các bác có thể thấy theo thời gian này, không một vết xước. Đó, những đường mép này. Đây, các anh chị nhìn cho em, thẳng tăm tắp. Đấy, kể cả cái chi tiết vòng cua lốp nhá, đèn gầm đây. 2012. Phải nói đây đúng thực là một cái mẫu xe mà phải gọi là nồi đồng cùi đá và rất bền bỉ và lành tính. Đấy, nhưng mà 2012 mà một chiếc xe nó còn giữ được độ đẹp như này thì gần như là thằng tuyển, hiếm có khó tìm các anh chị nhá. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, xe nó vừa về thì chưa kịp đánh bóng. Cái này thì có lẽ là chỉ cần đánh bóng qua thôi thì các bác sẽ thấy là cái tình trạng nó hoàn hảo ngay. Đấy, nhưng mà xe đẹp quá thì em Việt cứ lên sóng luôn để cho các bác nào yêu mến quan tâm thì các anh chị chúng ta thể tham khảo giúp em nhé. À, chiếc xe được trang bị bộ la răng 17 inch, lốp dày béo, đấy, hai phanh đĩa trước và hai phanh tay chống phía sau. Đấy, các bác nhìn cho em cái la răng này, đấy, đi cũng không một vết xước luôn. Lốp láp con này thì gai cũng còn khá là dày này. Đó, các bác mua về thì chỉ việc đi thôi nhá. Đấy, ngoài ra chúng ta có xi nhan tích hợp trên gương. Đó, tay nắm cửa mạ chrome và bậc cửa lên xuống này. Đấy, cái này thì thực sự là chỉ cần đánh bóng qua thôi thì các bác sẽ thấy là cái tình trạng ngoại thất của chiếc xe này nó sẽ hoàn hảo ngay. Đấy, nói chung là không chê được về chất lượng các bác nhá. Nhìn lên giúp em này. Đấy, đây, quay cho các anh chúng ta kỹ kể cả những cái đường mép cánh cửa theo thời gian. Đấy, nhưng các bác có thể thấy là nó đẹp xuất sắc này. Đấy, hay là các anh chúng ta nhìn giúp em nhá, những cái vệt đinh tán ở cái phần xương này. Đó, nó phải còn nguyên zin như bản như này nhá. Được chưa? Quá ok về chất lượng. Đấy, đường mép cửa các bác nhìn này, đều thẳng tắp tắp. Và tiếp tục thì mời các anh chị chúng ta có thể đi về cái phần đuôi phía sau. Thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là xe được trang bị với giá nóc để đồ trên cao này. À, phía đằng sau chúng ta có một cái đuôi gió nhá, tích hợp đèn phanh, có gạt mưa kính phía sau. Nhưng đây em quay cho các bác cái phần đèn hậu để các anh chị chúng ta có thể thấy độ chất của nó này. 2012, các bác nhìn cho em. Đấy, cái đèn của nó này. Không một tí vết luôn nhá, trong vắt này, kể cả những cái viền đèn. Đúng không ạ? Không có tí khe hở luôn. Đấy, những đường mép này. Đó, các anh chị mua xe này về đi nó rất là yên tâm, đúng không ạ? Rất là yên tâm. À, chúng ta vừa đi gia đình hoặc là các bác là kết hợp chạy dịch vụ cũng rất ok, đúng không ạ? Fortuner máy dầu thì phải nói luôn là không bàn về chất rồi. À, một thanh nan chrome tạo điểm nhấn ở phần đuôi phía sau nhé. Và đây đèn hậu bên phía này các bác cũng có thể quan sát giúp em này. À, nó quá chất luôn các bạn. Đây. À, những đường mép này. Đấy, con này thì phải nói là siêu đẹp luôn nhé. Mở luôn ngay anh ra cái cốp này. Đấy, các bác nhìn giúp em này. Cốp rất là rộng. Đây là trong trường hợp chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba thì các anh chúng ta có thể là treo cái lốp mà treo cái ghế lên như này. Đấy, con này là ghế nỉ zin theo xe nhá, mà các bác có thể nhìn giúp em đây ạ. Vâng, nó còn mới như này. Đấy, các chi tiết nhựa này các bác thấy chủ nhân cũ của ta đi ta không để lại một vết xước nào luôn. 2012 đấy các bác ạ. Vâng, các chị tin được không? À, các chi tiết này. Đấy, cốp là cái vị trí mà chúng ta hay để đồ, hay để lại những vết xước như các anh chị nhìn này. Không một vết xước luôn. Kể cả phần trần cũng vậy nhá. Đây các bác nhìn cho em. Bác tìm đâu được một chiếc xe Fortuner 2012 mà cái trần zin của nó còn đẹp như này, không hề bị bai xùm tí nào luôn nhá. Đây ạ, kể cả những đường mép này, các bác nhìn này. Nó cũng không bị ngấm nước này. Tướng đốc này, nguyên zin nguyên bản này. Đó, đúng là hàng tuyển chứ các bác. Đây, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba này. Đấy, đây, keo chỉ zin nhá, vết đính tán này.
Các bác cứ đem chiếc xe này đem đi check test thoải mái giúp em, để các bác có thể thấy cái độ đẹp, độ zin của xe này nhá. Con này thì không bàn về chất luôn các bạn. Đấy, kể cả cái chi tiết nhựa ở cái phần này các bạn có thể thấy đây, phần cốp này. Các bác thấy nó mới chưa? Đấy, người ta đi người ta rất là giữ xe, đâm ra là bác nào mà mua được con xe này thì thực sự là vô cùng yên tâm. Con này gốc thủ đô các chị nhá. Đấy, và các bạn có thể ngắm chọn cho em phần ngoại thất đi, không tì vết bậc cửa lên xuống. Đấy, các chi tiết đường form, đường dáng của nó. Nói chung là chiếc xe này thì phải nói là hoàn hảo luôn. Vậy thì đó là cái phần ngoại thất của chiếc Fortuner nhá. Và bây giờ thì để giúp các chị ta đánh giá kỹ hơn, lượng hơn chất lượng chiếc xe thì em Việt sẽ mở cửa và đi vào nội thất bên trong, ok không ạ? Và đây mới là cái bất ngờ với một chiếc xe được sản xuất năm 2012. Nhưng các anh chị có thể thấy là kể cả cái ghế nỉ zin theo xe của bà chủ cũ người ta đi, người ta giữ còn sạch đẹp như này. Đây, em quay cho các bác. Đấy, các anh chị tìm đâu được một chiếc Fortuner 2012 mà nó còn zin từ cả nội thất như này. Đấy, đặc biệt ở đây, vô lăng 4 chấu nhá, bọc da này. Nhà các bác nhìn cho em các chi tiết theo thời gian nó đẹp như vậy nhá. Kể cả những cái phím bấm này, gương kính chỉnh điện gập gương nhá. Đấy, đây các bác nhìn này, táp lô gần như không một vết xước luôn. Đấy, khay để cốc này. Đó, con này thì đầu đĩa là nguyên bản nhá. Đầu đĩa là nguyên bản này, em nổ máy để cho các anh chúng ta nghe thử này. Máy nổ quá êm luôn, máy dầu các bạn. Đấy. Chạy zin là 18 vạn nhá, sai km tặng xe luôn, được chưa ạ? Ở đây chúng ta có đầu đĩa GVC này. Đấy, hiển thị giờ này. Và cái mức số km mà chúng ta còn đi được. Đó, như các anh chị nhìn cho em này, các chi tiết cửa gió điều hòa này. Đấy, khu vực cần số của nó này. Đấy, các bác nhìn cho em khu vực cần số này, nó sạch đẹp chưa? Đấy, kể cả phanh nhá. Các chi tiết nhựa theo trong xe mà nó đẹp như vậy theo thời gian, táp lô này. Không một tì vết luôn. 2012 mà phải nói là những chiếc 15, 16 có khi còn chưa chắc đã đẹp bằng cái xe này. Đấy, phần trần đi đây. Quá mới luôn, các bác nhìn cho em tem mác này, cho đi các chi tiết nỉ của nó này. Này, không một tí bai xù nó luôn nhá. Đó, nó mới nó dã man như vậy, các bác có thể thấy nó độ đẹp của chiếc xe này. Đúng không ạ? Đấy, các chi tiết bản lề này, em quay cho các chị này. Đó, nguyên zin nguyên bản nhá. Đấy, tapi cũng là nỉ zin, tay nắm cửa mà chrome. Đấy, những cái phím bấm theo thời gian này. Đấy, vẫn còn led căng như luôn, được chưa? Đấy, đây, từ con ốc cốp này. Đấy, các bác nhìn cho em từ móc khóa nhá. Zin đét đèn đẹp luôn nhá. Đó, xe nó phải chất lượng như này thì các bác mua về nó đi yên tâm này. Các bác nhìn cho em này, từng cái tem mác của nó này. Đấy, ghế này rất mới luôn, rất sạch đẹp, đúng không ạ? Phải nói là chủ cũ người ta đi thực sự là giữ gìn các bạn. À, các bác nhìn cho em phần trần này. Đấy, tìm đâu được cái trần của Fortuner 2012 mà nó còn đẹp, còn mới như này. Đấy, các chị nhìn cho em này. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Táp lô tapi gì đây. Đó. Đấy, các bác nhìn cho em keo chỉ này. Đấy, chúng ta kiểm tra kể cả những cái ô tô ở phía dưới này, các bác thấy là rất là vuông vức đúng không ạ? Đấy, chứng tỏ cái xe nó không bị đâm đụng nhá, keo chỉ zin nhá. Quá đẹp luôn. Và đây, tiếp tục thì quay cho các bác chúng ta đấy, từng cái tapi cánh cửa một này để các anh chúng ta thấy độ đẹp. Các bác nhìn cho em này. Đấy, không một vết xước như chi tiết nhựa. Đấy, giữ gìn cẩn thận đến mức độ như vậy đây. Đấy, tất cả tem mác là đầy đủ hết nhá. Đấy, từ móc khóa này. Con này phải nói là quá chất luôn các bạn. Và quá chất lượng luôn nhé. Đấy, hàng khúc chuột luôn. Nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc. Giá giờ có hơn 400 thôi. Để các bác có thể là sở hữu cho mình xem. Đây các bác nhìn cho em những ô tôn của nó này. Những cái vệt đính tán này. Đấy, nó phải lét lèn lẹt như vậy đúng không ạ? Đấy, các chi tiết bản lề này. Máy nổ như êm ru. Đấy, đây từng lốc, từ móc khóa và tất cả tem mác nha. Năm sản xuất 2012 này. Đấy, các anh chị nhìn cho em cả cái khu vực này nữa này. Cái nhựa của nó này, không một vết xước, mới chưa. Đấy, đây, táp lô táp pi này. Các bác ngắm cho em. Vâng, nó quá đẹp rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ mở tiếp cho anh chị chúng ta cái khoang động cơ để các anh chị chúng ta thể thấy được cái độ chất của chiếc xe này. Vâng, và thì đây là khoang động cơ 2.5 máy dầu của chiếc Fortuner nhé. Em vẫn nổ máy cho các bác chúng ta nghe. Đương nhiên là máy dầu thì nó sẽ hơi ồn một chút, nhưng mà con này thì các bác thấy là máy nổ, tiếng máy nghe thôi là chúng ta đã cảm thấy nó chất rồi. Và các anh chị nhìn em này, tất cả từng con ốc vẫn còn nguyên vạch sơn ở trong hãng ra này. Đây, quay sang bên này để các anh chị ta nhìn em nhé. Máy nó đẹp chưa? Đấy, nguyên zin nguyên bản nhá. Các bác nhìn em những cái vạch sơn này. Đấy, các anh chị ta mua xe này nó cảm giác nó xứng tiền đúng không ạ? Xứng đáng cái đồng tiền mà chúng ta bỏ ra. Đấy, từng ốc. Các chi tiết máy của nó, phần đầu răng đây nhá. Xe chạy zin có 18 vạn thôi. Nói chung là với tầm đấy km thì nó vẫn là muỗi so với cả một chiếc Fortuner máy dầu đúng không ạ? Đây các anh chị nhìn em máy này. Đấy, tất cả từng lốc này. Đấy, kể cả chân máy ở phía dưới các bác có thể thấy là những cái vạch sơn đánh dấu của nó nhá. Đấy, các bác thấy nó chất chưa? Đó, từ ấm nỉ này, những lỗ tròn trên cabo này.
Đấy, tất cả tem mác nhá. Đó, như vậy thì các bác đã cảm thấy chất lượng của xe này là xứng đáng chưa ạ? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Fortuner 2012 phiên bản G số sàn máy dầu đang có mặt tại showroom Em Việt, và mức giá Em Việt đã chào bán dành cho chiếc xe này cho bác nào quan tâm với con số là 482 triệu. Đấy, bác nào yêu mến thì trực tiếp liên hệ cho em theo hotline là 0947598859 để có thể nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc Fortuner là cái gì nhá. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay để bên em mình có thể là hỗ trợ cho các chị ta được các bạn. Và một cảm ơn các chị, và hẹn gặp lại các bác trong lần giới thiệu xe tiếp theo.